Ê, nó biết trước để nó mua cho dự phòng khó cho anh em đóng á. Sợ không đủ. Ê, bây giờ mới cần biết để nó đủ hay không á mà. À, đôi xe nó lo anh. Ờ hả? Anh lo cho mình lo không? Tại vì bên chỗ kia nó yêu cầu hai em control bên anh á, hỏi cái đó ra để nó chuẩn bị trước gỗ mà. Để là gỗ ở đây sợ nó không đủ á. Anh quay phim luôn. Mình làm tới mấy giờ? Ơi, đưa sẵn hả? Dạ, chắc chưa cho văn phòng đưa sẵn hả? Ờ. Cái ông Roger King đó, ông yêu cầu. Mình chủ hoàng á. Ê. Nó sợ đợi tàu như mấy lần trước á. Đợi gỗ lâu quá. Đợi tàu này chắc chắn là đợi nữa đó. Đợi cái gì? Đợi tàu này. Đợi gỗ hay đợi gì chứ? Đợi tàu lâu nè. Tại sao lâu? Vì là hòn quá là phải chậm nè. Ê. Nhưng mà hôm qua nay đó 100 kiện rồi mà chậm gì nữa em. Anh nghĩ anh bên nó vô rồi, nó đi rồi. Nó ở trong đó chứ đâu. Ờ, mới gặp nó nè. Đó, nó hỏi luôn á. Hỏi mình lum á.